Em chuẩn bị là ngày hôm nay là xuống hỏi gia đình cưới em á, là ba mẹ anh xuống á, là trước ngày đó rủ gái chưa. Nhưng mà nhiều khi đang nằm ngủ vậy giật mình như vậy, anh đi chơi với gái không? Vậy mà vẫn còn bị ghen nữa. Nhưng mà có nhiều đêm về nhà ôm tivi coi điện thoại rồi này nọ tới 3-4 giờ sáng mà không thèm quay qua ôm em ngủ, bực mình kinh khủng luôn. Vợ chồng em gây lộn tại chị Dân với anh Thuận. Hai em. Chào chị. Rồi, giới thiệu về mình. Em tên Thái Sơn, em năm nay 29 tuổi. Hiện em đang làm quản lý về tòa nhà. Còn em? Em tên là Nguyễn Ngọc Lan Chi. Năm nay em 22 tuổi và hiện là sinh viên. Chi vẫn còn đang đi học hả? Dạ. Học em đang học thêm vậy? Văn bằng 2 nữa. Dạ. Tụi em là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, 6 tháng. 6 tháng là ô cũng mới đây thôi. Dạ. Nhưng mà cái quá trình quen nhau lâu chưa? Dạ, em tôi em là làm lẹ lắm anh. Đừng nói quen nhau 7 tháng cưới nhau mà. Không có, quen nhau có 4 tháng anh. Quen được 4 tháng là ảnh xuống nhà em hỏi cưới luôn rồi. Chà, dữ dội nha. À, cô sinh viên này khá là xinh xắn cho nên là chắc chắn là trong cái chuyện mà tình cảm các bạn là chắc chắn là anh này mê mẩn với cô này đúng không? Ai mà không thích cái đẹp anh. À, em gặp bạn này ở đâu? Dạ không, này thì để vợ em nói. Ủa là sao? Cách đây khoảng 11 tháng á, em gặp ảnh lần đầu tiên ở quán ăn. Lúc đó là ảnh đi ăn với người yêu của ảnh. Xong rồi em quay lại em kêu tính tiền á, thì em thấy anh này quen lắm luôn, gặp ở đâu đó rồi. Khi em đi về em mới lật Zalo của em ra coi thử. Thì ảnh với bạn em cũng lâu lắm luôn rồi, tầm cả năm trời bạn không thèm trả lời. Xong rồi tối đó em mới giả bộ nhắn tin hỏi là có phải anh đi ăn với chị người yêu không. Khi hai đứa nói chuyện qua lại. Rồi nói chuyện qua lại. Dạ, cái ảnh kể với em là ảnh sắp chia tay với người yêu rồi. Ảnh buồn quá. Vậy đó hả? Chia tay mà có kế hoạch luôn á hả? Dạ. Có hết chị. Ở sao thay sợ? Dạ, thì cũng đang cãi lộn với bên kia, cũng sắp chia tay rồi. Nhìn có đâu có con bé xinh xinh vô chạy vô hỏi mình. Vậy thì mình mới mạnh dạn chia tay luôn. Mạnh dạn chia tay luôn. Anh nói với em á là kiếm con nhỏ nào bạn em á là mai cho ảnh đi, ảnh buồn dữ quá. Mà em thì bạn gái em nhiều lắm, mà em kêu đưa số điện thoại cho là không chịu lấy, cứ ngồi nói chuyện với em biết vậy đó. Nói chuyện cái hồi cái 2-3 ngày sau cái xin vợ vợ gì á, cái là ảnh nói hẹn là thứ bảy tuần này đi ăn với anh nha, đi chơi bạn bè thôi. Xong rồi em mới đi. Rồi khi mà lên rồi gặp nhau sao chị? Cũng mắc cỡ, tại vì em chưa bao giờ gặp cái kiểu mà chat trên mạng xong ra ngoài gặp, thành ra em cũng run lắm. Mà gặp ảnh cứ nhìn em ăn mà cứ nhìn em cười, em ngại không chịu được. Kêu đồ ăn ra ảnh không ăn, nhờ ảnh nhìn em cười không vậy hả? Dạ, em tưởng là mặt em dính gì hay là sao đó làm em ngại muốn chết luôn. Tại vì bình thường nói chuyện thì là rất dữ, anh hiểu không? Nhưng mà ra gặp em cái ngồi giống như là e thẹn lắm hay này nọ, mắc cỡ hay gì. Im re ăn cũng từ từ hay gì đó. Không, mà tính em ăn thì từ tốn. Anh tưởng em diễn hay gì á. Nhưng mà cái ấn tượng của em gặp cổ ở ngoài đời á, thì là lúc đó cái ấn tượng của em chỉ biết chơi mạng mà. Thường thường là 360 độ là nhiều lắm. Mới đầu mình cũng lo sợ em này không lấy em này đi vô trong 360 độ xong ra ngoài rồi có gì này nọ khác không. Tự nhiên mình ra mình nhìn thấy cũng ok, cũng xinh, cũng mắt to rồi da trắng rồi này nọ. Tính em thích trắng. Rồi từ lúc mà ăn đó cho đến lúc quen nhau là bao lâu? Tuần lễ. Yêu nhau á, yêu nhau tuần lễ. Tuần lễ em làm lễ lắm, tại 4 tháng là cưới rồi. Rồi nóc ao dữ dội luôn. Rồi cái lúc mà đám cưới thì là có suôn sẻ không? Em chuẩn bị là ngày hôm nay là xuống hỏi gia đình cưới em á, là ba mẹ anh xuống á, là trước ngày đó rủ gái chưa? Nghĩ sao mà ngày mới đám cưới hỏi người ta rồi bữa nay còn dắt người khác đi chơi vậy? Đâu có đi đâu. Thế sao nhắn tin hỏi nhà. Nhắn tin thôi. Em nói là bây giờ trong tin nhắn là nhắn tin hỏi nhà em ở đâu, anh qua chở em đi nha honey, vợ này nọ. Trời em điên lên lắm. Cái điên xong lên là em làm gì? Em đòi chia tay. Rồi anh nói sao? Năn nỉ, khóc rồi nói lúc em bỏ đi tắm. Mẹ kêu là trời nó quỳ nó năn nỉ luôn á. Thấy thương lắm, tha nó đi gì nọ. Mày đâu tin đâu vậy. Cái xong rồi cái em của em cũng năn nỉ với em giùm ảnh luôn. Rồi cuối cùng được á sao? Được chứ anh. Đến lúc ba em năn nỉ em á thì dữ quá mà chơi chơi quỳ. Em mới thành cho mẹ năn nỉ ba năn nỉ rồi. Em năn nỉ giùm luôn. Chiêu khóc á chị, ba em thấy khóc ba em tội. Tại ba em có con trai mà nhà em ba đứa gái được. Thành ra ba thấy tội quá. Cho nên ba mới năn nỉ em, tin ba một lần đi. Ba lấy uy tín trách nhiệm của ba bảo vệ nó lần cuối cùng. Không là em siêu phàm thiệt đó. Giờ chắc em về bên cưới về, giờ chắc bên gia đình vợ chắc cưng lắm rồi sao? Dạ. Ba em thương ảnh lắm. Chị muốn hỏi bạn này nè, lý do gì mà em muốn cưới nhanh dữ vậy? Em đi chơi nhiều nhưng mà em thích một người nào đó phải hiền. Ít đi chơi. Tại vì mình đi chơi nhiều mình... Không, em nhiều khi em cũng đi chơi đâu anh. Thời đó 10 năm trước còn đi chơi chứ giờ hết đi rồi. Thì giờ thì nói chung là anh vậy nên em thấy vợ em ok vậy thì em thích. Mà em thích thì em làm liền. Làm liền xin cưới luôn. Dạ. Em tính em thì em đi học xong về nhà em ở nhà thôi chứ không đi đâu chơi hết.
ảnh kiếm người theo dõi em mấy ngày liền á, chứ đâu phải dễ đâu chị. Vậy hả? Kiếm thám tử theo dõi luôn. Thì qua bển nó ngồi 2-3 ngày vậy á. Rồi có thì phát hiện ra điều gì không? Sau mấy ngày đó thì ok, thì vẫn là đúng là như vậy. Ừ. Thì em nói vậy gái gì cũng được rồi. Trời ơi, cái con gái cưới luôn cho rồi á. Ảnh nói là anh gặp em là anh mê em dữ lắm, mà anh không thể bỏ lỡ được em, mà sau này mới phát hiện ra là đi canh chừng em vậy luôn vậy. Vậy mà khi mà em biết ảnh canh chừng em như vậy thì cảm giác em như thế nào? Ai canh em thì canh, ai muốn tìm hiểu ý định em sao cũng được, em là vô tư. Rồi, em nghĩ sau khi đám cưới em vỡ mộng về chồng em có những gì thay đổi không? Kể miên man luôn, không hết chuyện. Kể như cái gì mà nó ghê gớm nhất á. Tiếp tục 4 tháng sau khi đám cưới á thì ảnh lại nhắn tin với cô gái khác nữa. Gái khác nữa. Bữa nay dùng chiêu khác nữa. Là ban đêm thì ở với em mà, cho nên nói ban đêm anh đi làm rồi, em nhắn tin với anh ban ngày thôi, mà ban đêm ai làm chị. Xong rồi cái còn ghen ngược với con bé kia nữa, kêu là bộ em nhắn tin với trai sao nhắn tin với anh rồi này nọ. Rồi em tức sôi máu, cái em đòi chia tay, tại vì hứa với em là không bao giờ nhắn tin với một người nào nữa, lòng tin đặt thêm một lần nữa mà bị mất á chị. Ừ. Lúc đó là em không biết sao, nước mắt nước mũi nó chảy vàng vụ luôn, tủi lắm chị. Rồi sao? Kỳ vậy. Có quỳ năn nỉ là ba năn nỉ, mẹ vô năn nỉ liền luôn khỏi quỳ. Mẹ em tách hai đứa ra hai phòng để nói chuyện. Em kêu là em kiên quyết rồi. Cái mẹ kêu là có phải là chuyện con nít chơi đồ hàng đâu mà muốn cưới cưới, muốn chia tay chia tay. Cái là mẹ cũng phân tích là vợ chồng sóng gió cãi nhau đó là chuyện thường tình rồi, cho nên cái gì bỏ được bỏ nó cũng chưa làm biết, gì. Mẹ có biết là em muốn ly dị là vì ảnh chat với gái khác không? Dạ biết. Vậy mà mẹ, mà mẹ em thuộc dạng Á Đông chị. Kêu là phụ nữ là chăm nhà, chăm con, chăm này, chăm cuộc sống đình hạnh phúc hay không là ở người phụ nữ. Ừ. Thành ra mẹ nói là thôi cứ dùng cái bản tính, cái cách của con mà để uốn nắn nó lại từ từ. Ừ. Cái đó mới hay chứ. Ừ. Cái lấy nhau xong mà chưa gì ly dị nó đâu có hay. Ừ. Nữa. Ừ. Nó là phải con gái của mẹ. Lúc đó em cũng còn thương chị. Ủa lúc đó vẫn còn thương mà bây giờ còn không? Dạ con. Bây giờ vẫn thương chứ. Ừ, để em phải nói là tại vì em thương. Dạ, tại vì em chứ thương. Không phải là lúc đó em còn thương. Hết hồn. Lúc đó còn thương, giờ hết thương. Giờ hết thương. Có những giây phút em hết thương luôn á chị. Vậy tức quá mà không còn cảm giác thương yêu gì nữa hết á. Rồi sao Sơn? Nói chung là em bình thường thì em chỉ nhắn tin chơi vậy thôi, chứ thật sự là cũng chẳng có gì. Nhưng mà theo quan điểm của em á, tất cả mọi vấn đề đều từ tin nhắn mà ra, tại vì ảnh quen với em từ tin nhắn không gian mạng ra. Ừ. Giờ chị hỏi em nè, ví dụ giờ Sơn lặp lại thêm lần nữa thì em có bỏ qua nữa không? Dạ chắc không chị, cái gì cũng quá tam ba bận, cũng không có thể nào mà cứ vị tha hoài. Vậy. Tại vì là em sống rất là đàng hoàng. Em nghĩ sao Sơn? Thì nói chung là cứ sợ là em này nọ không, thật sự vợ em thì cũng ít ghen lắm, nằm mơ luôn à, chứ không bình thường. Nhưng mà nhiều khi đang nằm ngủ vậy giật mình như vậy, anh đi chơi với gái không? Mình thật sự em không muốn suy nghĩ là em thời gian nào để em đem đi chơi với gái, làm xong là em đi về nhà, chứ em không giờ mà em đi chơi bạn bè tụ tập thiệt cũng thằng năm chắc được mấy lần á. Cái đó thì em xác nhận. Em thì em không có thích đi tụ tập vậy mà vẫn còn bị ghen nữa. Nhưng mà có nhiều đêm về nhà ôm tivi coi điện thoại rồi này nọ tới 3-4 giờ sáng mà không thèm quay qua ôm em ngủ, bực mình kinh khủng luôn. Vợ chồng em gây lộn tại chị Dân với anh Thuận nhiều lắm. Sao vậy? Sao vậy cưng? Em coi chương trình này nè, coi tới 2-3 giờ sáng cứ coi hoài vậy đó. Coi hết xong rồi giải quay giờ có ngủ hay không? Em hỏi nhẹ nhàng lắm, chị Dân có đi ngủ không? Cái là bình thường mọi ngày thì kêu là tắt điện thoại ngủ, cái nhiều khi biết bị ai nhập hay sao trợn mắt lên nhìn em mệt đúng đi này kia nọ, không biết coi gì mà phải giật mình với em như vậy. Hồi nãy đó Sơn mới nói là coi chương trình vợ ông Sơn đó. Cái đó là muốn hỏi là hai vợ chồng em ai là người chủ động đăng ký tham gia chương trình này? Ảnh, em có coi đâu mà em biết. Sơn muốn tham gia chương trình này với mục đích gì? Thì giờ em cứ nói là em đi chơi đồ này nọ hoài, giấu giếm quen người này người nọ, giờ sẵn lên sóng truyền hình ai cũng biết. Ừ, anh có vợ rồi, khỏi mất công đi đâu nữa. Giờ có cô gái cô không được nữa. Đó là mục đích chính của em. Dạ đúng rồi. Anh đặt cọc em ở bình thường á là cứ là nói em ừ sao che giấu về vợ gì. Nói thiệt em có vợ là em cứ la lên làng ai cũng biết á. Mà em xác định chừng nào có em bé? Chắc cũng phải 2018. Dạ em còn trẻ mà, 2-3 năm nói thành vấn đề. Có em già em sợ thôi chứ. Cái đó là chiều theo ý của vợ đúng không? Chứ còn trong sâu thẳm trái tim của em thì em muốn có con không? Chung vợ em cũng còn nhỏ, lớn lên tí thì nó khỏe. Không dám đâu, em mà nhỏ em không có ở với ảnh lâu được. Hồi xưa không dám nói với em một tiếng nào lớn tiếng hay trợn mắt, bây giờ không trợn mắt lên nạt nội em. Biết là những người nào mà gọi mà nhầm số rồi. Anh trợn mắt lên anh ghen chưa, với em đó phải lúc đó em chưa bắt máy, thằng nào gọi mà không chịu bắt máy. Sơn đó ghen dữ vậy đó hả Sơn? À, nhiều khi em cũng ghen lắm, mà ghen trong ngày chị. Cái trong ngày là trong sao? Ngày thôi hả? Là sao? Xong cái đó là thôi. Bây giờ em còn có suy nghĩ là kiếm đứa nhân viên nào đi theo dõi vợ nữa không? Nếu như trong trường hợp sau này vợ em đi làm. Cái chuyện đi làm nan giải với em luôn. Sao? Em muốn đi làm. Ảnh nói là đi làm thì em nắng nôi quá tội nghiệp em. Để đó cho ảnh mà em thiệt tính quen ba mẹ nuôi em là em đã cảm thấy em xấu hổ. Ừ. Mà bây giờ đến khi chồng nuôi nữa thì em nói thiệt, em cảm thấy như mình ăn bám cái này nọ gì á với chồng á. Gia đình chồng kêu qua làm em cũng làm luôn, em không thích.
Cái xong rồi cái em cũng đi xin ở ngoài. Mà tính em thì ra nắng là em cảm thấy em mệt. Anh la lên là không làm được cái sự gì hết, nên đừng có đi làm nữa. Mà nói câu đó thì em thấy mình còn vô dụng ác nữa. Thì em còn quyết tâm đi làm cho bằng được. Cãi nhau suốt cái vấn đề đó. Mà anh không muốn cho em đi làm hay sao? Dạ không muốn cho em đi làm. Hồi đó em xin vô làm thư ký văn phòng cho công ty kia kìa. Cái ảnh nói là làm thư ký bắt cặp đi xếp suốt ngày này nọ, làm sao mà có chồng còn vậy. Cái là ảnh la lên cái. Thôi nghỉ. Em thì em chồng thích em thôi. Có nghĩa là giờ em có ý định là em sẽ đi làm không? Dạ. Hay là em học xong em định đi làm. Và ảnh cứ nói là học đi rồi học nữa đi, học văn bằng 2, văn bằng 3 rồi đó, cứ đi học đi. Không sao đâu. Không có tới già mà em muốn chứ. Là chồng nhà, ở nhà rồi chồng nhà. Dạ, em ở nhà suốt mà nhiều khi em ở nhà quá em tủi chị. Cứ lủi thủi mình ên á. Mà em có biết là vợ em có những cái tâm trạng vậy không? Có chị, nói chung là cũng có hiểu. Vợ em tính thì vợ em vậy đó. Tính hay suy nghĩ đồ này nọ. Làm quá vấn đề lên thì phải. Thấy chuyện đó đơn giản lắm, đối với em dễ lắm. Chuyện gì giải quyết không được đó. Em là đơn giản lắm. Ví dụ như thích cái này, ok làm cái này. Còn không thích thì thôi dẹp qua bên. Chứ đừng nói ví dụ em muốn làm cái này mà em sợ cái này. Thôi vậy thôi sợ thôi khỏi làm dẹp luôn đi. Tính em vậy á. Em á thì nhiều khi em buồn thì là buồn vấn đề không thể nói được. Nhiều khi buồn ảnh thì cũng vậy, hay là buồn gia đình ảnh cũng vậy, làm sao em nói được. Xong rồi em chỉ nói là em buồn quá bực mình hay sao á. Ảnh nạn cái em tủi em khóc liền á. Không, bây giờ tóm lại điều em mong muốn ở Sơn thay đổi điều gì? Em chỉ muốn ảnh á là đừng có mà nói chuyện với em thô lỗ cọc cằn. Kiểu mà trợn mắt lên nói chuyện với em, quan tâm em xíu là em cảm thấy ok. Có mong muốn là sau này ảnh phải ủng hộ em cái việc đi làm bên ngoài không? Đi làm thì em chắc chắn phải đi làm rồi. Để còn lo gia đình của em, rồi lo gia đình của hai vợ chồng sau này nữa. Chứ làm sao mà cái kiểu mà cứ ngồi sau lưng chồng ăn mà nhiều khi cầm tiền chồng mà cũng rưng rưng nước mắt sao chị? Cái đó em sợ lắm. Thế em mong muốn giờ em thay đổi điều gì? Nói chung là ít nhõng nhẽo, là ít nghĩ sâu xa hay là làm quá sự việc lên á. Nói chung muốn gì thì cứ nói, giải quyết lẹ. Trời ơi chị thấy vậy nè. Chồng em á, thứ nhất là lớn tuổi hơn em. Nhưng mà ảnh á, thì lại con người ảnh lại đơn giản. Không có phải là cái kiểu mà bắt mọi người phải đón ý mình. Cái dạng đúng kiểu là cái người mà nghĩ sao nói vậy. Đó, còn em á lại là muốn chồng là ông bụt phải hiểu ý của mình là muốn cái gì. Chứ còn không có muốn mình tự nói ra hiểu. Tại vì lúc đầu anh phải tự hiểu em muốn cái gì luôn. Đó, lúc đầu á không phải, tại hiểu quá nên biết vấn đề nó chẳng là gì hết á. Vì làm quá lên thôi. Thì đó, ở đây cái vấn đề đó nó va chạm là ở chỗ đó. Còn á, cái cam go của em ở đây là đã cái người mà hay suy nghĩ, mà em để cho ở nhà từ sáng tới chiều á, là cái sự suy diễn nó tăng lên gấp 10 lần cái người bình thường. Trong em nhà. Hiểu không? Thì bây giờ á, cái việc của tụi em á, là em đừng có nhốt nó từ sáng tới chiều. Không, em cho đi mà không đi. Nghe sao là... giả em thiệt luôn. Đúng là em sợ vợ em tiếp xúc ở ngoài á, sợ chưa có quen va chạm á. Cái điều đó là đúng. Nhưng mà sợ là một chuyện, nhưng mà phải cho va chạm. Thất bại một hai lần á, thì mới lớn lên được. Vấp ngã đi rồi em sẽ trưởng thành thôi. Rồi, dạ cái đi, ai trong em đâu có gì đâu phải về thường 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 là em chỉ có ôm và hôn vậy thôi. Đó, 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 thể hiện đó, 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 thể hiện đó. Rồi cảm ơn em. Dạ. Mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình. Nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sau em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi. Anh hay chọc em vậy đó. Lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều. Mà chỉ có cái là không giữ với chồng. Không giữ với chồng. Không giữ. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Đó bà hung dữ cỡ nào đó, nói gì chị em tả chị coi cái. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Ôi dữ lắm chị ơi. Dữ lắm. Là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ cỡ em đó chứ không có thua đâu. Em nói chị biết nghe, mặc dù em là diễn viên nghe, nhưng mà cái đam mê của em là ca hát. Có khi nào hôm nay mình gặp được một cặp vợ chồng ca sĩ không? Ước ao không? Ước ao không? Ước ao nghe em. Ước ao, ước ao. Em mà gặp cặp vợ chồng mà ca sĩ bước ra cái em lăn em xỉu rồi. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đồng hành với cái tâm trạng của tôi và chị Hồng Vân, đó là rất là khao khát được gặp đôi vợ chồng ca sĩ. Và mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại nha, khi nào chị nó mở mắt hãy mở nha. Mở mắt đi đây. Đây rồi. Đây rồi.
em ơi. Chào em. Dạ chào chị. Trời ơi. Thấy. Ngồi đi, ngồi đi. Cậu thấy. Xin chào, xin chào người bạn. Xin chào người bạn em của tôi. Em công nhận là tụi chị diễn giả không? Giả cái gì mà giả, em thiệt đó nghe. Em té thiệt đó nghe. Thời đây là rất là vui khi mà được trò chuyện với cặp vợ chồng phải nói xinh đẹp nhất nhì showbiz. Các hoàng tử công chúa thực sự á. Lời đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thận cũng như là tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Thôi bây giờ sẵn đây thì chúng cho mọi người biết luôn, Ưng Hoàng Phúc là nghệ danh và tên thật của Phúc thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là tên Thanh. Thanh à, Thanh à? Dạ. Cái gì Thanh? Nguyễn Quốc Thanh. Nguyễn Quốc Thanh. Dạ. Quốc Thanh Quốc Thận. Ngang ngang. Và Phúc thì năm nay được 39 tuổi. Chắc Phúc đang làm ca sĩ đó. Đang làm ca sĩ. Ông Phúc ơi, thật ra là Thuận rất muốn biết là ngoài ca sĩ ra thì Phúc có làm thêm cái gì nữa không? Bình thường thế thì Phúc trên sân khấu là ca sĩ, nhưng mà còn một cái công việc rất là đặc biệt nữa là giúp những người bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Rồi mời em. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên thật là Võ Thị Kim Cương. Võ Thị Hồng Soan đó. Dạ, em hôm nay 35 tuổi. Nghề nghiệp chính thì bây giờ làm quản lý công ty của Ưng Hoàng Phúc và quản lý anh Ưng Hoàng Phúc luôn. quản lý từ cuộc sống đến sự nghiệp đó. Dạ, có nghĩa là gọi kiểu dân gian á là sếp của anh Phúc á. Bây giờ nói luôn đi. Lần đầu tiên là Phúc gặp Kim Cương là ở đâu nè? Nếu mà nói lần đầu tiên thì chắc là em là người ấn tượng nhất, là bởi vì lần đầu biết đến Kim Cương á là cô ấy đi ở ngoài đường và bước vào một cái quán. Thì lúc đó Kim Cương mặc một cái áo thun màu trắng và một cái quần short ngắn ngắn màu xanh và cái chân dài sọc xuống như nè, thì lúc đó là siêu mẫu nên là khi bước vào một cái quán ăn mà lúc đó là em ngồi đó trước, thì cái mình quay ra mình nhìn nguyên một cái nhóm bạn rất là đông, có rất là đông, nhưng mà tự nhiên sau cái mình lại để ý nhìn cái cô này, mình mới hỏi bạn người đó là ai, thì bạn mới nói là siêu mẫu Kim Cương. Lúc đó cũng chưa biết luôn, chưa biết Kim Cương là ai luôn, chỉ để ý thôi, chưa biết Kim Cương là ai. Thế còn Kim Cương thì sao? Nó chưa học xoàng dễ thương hơn á. Xoàng em sao xoàng? Dạ. Võ Thị học xoàng á. Thì lần đầu tiên thì em gặp anh Phúc ngoài đời á là tại cái quán mà anh Phúc vừa kể á, thì lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Chung với anh. Cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu, tại mình cũng lịch sự, nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện của ảnh hay là ngồi kế ảnh không có vui á. Cho nên là cũng lầm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ thì em nhà có quán cà phê á, thì hay mở đĩa của Phúc. Cứ thà là như thế, thà là dạ, như đó. Thế đúng không? Rồi bao lâu, khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau? Có cơ hội làm việc chung với nhau. Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị Quế Vân. Chị Quế Vân? Dạ, Quế Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV này, mày giúp tao mày làm mẫu trong MV được không? Đó, xong rồi đấy, cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai? Quế Vân mới nói là tao mời Kim Cương quay với mày được không? Thì vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều nên là cũng không có lành. Thì sau đó mới về mới search lên trên mạng, cái mới thấy Kim Cương, mới nói à cũng được. Okay. Cũng được. Cái từ cũng được nha. Sau đó thì đầu tiến tới là cái công việc, cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nói chuyện nhiều nhất chắc có lẽ là cái buổi mà làm việc chung đó, buổi mà quay hình, quay phim. Tụi mình cũng có cảm tình, mình cũng có thích nên là đúng mình rồi. Cũng gọi là muốn nói chuyện nhiều hơn. Nhưng mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao Kim Cương? Dạ, trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc. Cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè. Nắm tay nhau thì ôm nhau thì kia, thật sự thì em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Phúc biết không Phúc? Dạ thì lúc đó em cũng thích,
Nhưng mà mình là đàn ông mà mình cũng ca sĩ, mình đâu có thể nào vồ vập mà hồ hởi ngay ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ. Dạ, em cũng phải lịch sự với xin số, lấy số điện thoại, giữ contact rồi từ từ mình nói chuyện sau, đúng không? Mình vồ vập ngay đến ngày đầu tiên quá thì nó cũng kỳ. Nó ngọt. Người ta đánh giá mình chết. Người ta đánh giá mình chết. Rồi. Thực sự nào hôm đó em về em ngủ được không? Sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ nhớ, nhưng mà em cũng... mình cũng là người mẫu mà, cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình, cho nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sau em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi, ảnh hay chọc em vậy đó. Trong clip là làm người yêu, là đóng vai người yêu. Thì xong rồi hết, hết quay rồi, hết clip rồi, nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống như để mình bị lậm vào nhân vật vậy đó. Đó, đúng không? Có nghĩa là bên này. Cái cảm giác này chị biết đó, tại vì em biết không, ngày xưa lúc mà chị với anh Tuấn Anh á là quay trong cái Thiên Thai của chị Thanh Lan đó, cũng MV ca nhạc đó. Thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó, rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ đó. Rồi tối về rồi cũng không ngủ được. Cũng đúng, đúng vậy đúng không? Chị giữ giá đúng không? Bởi vậy, giữ giá chứ. Rồi anh ấy giá, sao? Anh ấy sao? Dạ, giữ giá được có ngày một à. Xả giá luôn. Xả giá luôn. Có một ngày một. Đến khi nào thì em mới bỏ giá? Giá cũng khoảng tuần sau. Thì đáp thì cùng cỡ của tôi. Rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Hẹn hò thì lúc đầu thì đi ăn bình thường thôi. Xong sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không? Em lại phải đi diễn gần một tháng. Thì trong cái thời gian lúc đi đó là hai đứa nhắn tin. Buồn quá không biết làm gì, bắt đầu lấy tuổi của cô này ra cái tuổi của em, bắt đầu mới coi trên mạng á, thì coi tuổi coi như cô này là tuổi gì, rồi mình tuổi gì, có hợp không, có tới nhau được hay không. Thì lúc đó đang đi diễn mình suy nghĩ gì đó, mà trong lòng thì đi được diễn được tuần rồi cũng thấy nhớ nhớ. Bắt đầu nhắn tin thì đó, thì lấy cái câu chuyện người yêu đang làm gì, người yêu tại người yêu ở đâu đang đóng trong phim là người yêu cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp. Thì nguyên một tháng đó là nhắn tin. Và nhắn tin, cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi. Thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò. Đó, cái phút giây mà gặp lại đó. Sau một tháng không gặp mà chỉ... Trời, nó mãnh liệt chứ. Nó rần rần. Mãnh liệt, nó ra mà lắm đúng không? Nó ra mà lắm đúng không? Có nhào tới ôm đi. Rồi tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm? Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Tới năm 2016 tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018. Ủa nhưng mà là trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 tới năm 2015 là trong 3 năm đó, đột nhiên em bị chấn thương trở lại. Mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế. Và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá. Và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi. Em không thể nào tập nổi nữa. Mà nó nhức, cái trong người nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu vòng thứ 6 đó em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút, em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Sau cái đêm hôm đó về á, có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa. Thì bác ấy mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác chữa, mà đừng cho Phúc đi mổ nữa, tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó, là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc bị bệnh vậy đó, lúc đó em sao? Tại vì thời điểm em quen là lúc đó là anh Phúc cũng vừa mới hết bệnh thôi. Có nghĩa là bệnh nó cứ diễn biến triền miên, cho nên là khi mà em quen thì lúc đó cũng mới hết bệnh, mà em cũng không biết cái quá trình anh bệnh nữa. Nhưng mà khi mà quen được khoảng tới 1-2 năm sau, lúc đó là trong người anh bắt đầu nó đau hoài.
và hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi đến chỗ này chỗ kia để chữa bệnh. Nhiều khi anh đau anh nằm sấp ở trong nhà, anh nằm sấp xong anh ngồi không được, anh phải nằm mà nằm sấp nha. Thế mới nói nhiều khi em nghĩ trời ơi không, chắc cuộc đời mình lấy một người chồng mà tàn phế luôn thế này. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân em luôn á là như vậy, tại vì thấy anh đau anh nằm một chỗ, nhưng mà rồi cũng cố gắng vượt qua cho đến cơ duyên gặp được bác thì hết hẳn luôn. Bây giờ là bắt đầu đến cái phần gọi là phần thật ra trước giờ là khán giả yêu mến anh như một phút chưa bao giờ biết được cái phần này của anh, cái tật xấu của anh á đó. Khán giả chắc là khoái cái phần này ở nha. Chung với ổng có thấy ổng lòi ra cái tật xấu gì không? Khi em về em sống thời gian em cũng hiểu được là ảnh có những cái riêng của ảnh. Nhiều khi ảnh vô toilet ngồi chống một thì cờ lâu nữa đó. Bao lâu thì chắc sáng tác đó. Ngồi chỗ hoài vậy đó, kiểu gì đó. Em ngày này nhiều khi em đợi hoài không được thì em hói kiểu vậy đó. Hoặc là dù như kêu ăn cơm, dọn cơm ra rồi đồ ăn hâm nóng hết rồi mà ngồi xuống lướt điện thoại coi gì biết nữa thì cờ lâu cơm nguội canh lạnh hết trơn rồi mới ăn. Kiểu lê là như vậy. Lê mê đó đúng không? Dạ lê mê, kiểu vậy đó. Anh Quốc Thuận nghe Kim Cương kể á thì anh Quốc Thuận nghĩ là nó lâu lắm, nhưng mà thực sự đối với em đâu có lâu đâu. Tại vì Kim Cương quá nhanh nhưng mà làm rất là chính xác và rất là tươm tất. Đó là lý do tại sao em tự nhiên càng ngày mỗi ngày các em nhìn thấy được cái đó, em cũng có sự thay đổi cho mình. Xưa thì em hay gọi là chậm rồi thôi mình cứ cái gì đó mình cứ cái việc danh là bò lật ngửa nữa thôi tự nhiên đi nói kia tại vì chậm quá nó nói là rùa bò lật ngửa đó chị, con rùa nó đã chậm rồi. Dạ dạ đúng rồi, ngày xưa nó chậm 1.5 tiếng, bây giờ là bớt lại còn 1 tiếng. Cái đầu cao lắm rồi con rùa nó nửa tiếng thôi chứ làm dữ vậy. Khi mà về ở chung thì chắc chắn là phải có người này học người kia hoặc là người kia học người nọ để nhường nhịn nhau để thay đổi, thì chính em là người thay đổi cái nhanh lên thì bây giờ em thấy là cái thay đổi đó là đúng. Nói chung là công việc của em hay là cái gì á em nhanh á em thấy bây giờ nó rất là cái lợi thế. Ông Sàng nói tiếp với em, anh còn sở đoạn anh có cái sở thích gì mà lạ lùng sủng không? Dạ có một cái sở thích này cũng không có lạ lắm, nhưng mà nó có thể đó là một cái thú vui của ảnh ngoài cái việc ca hát của ảnh ra. Đó là cây kiển á, có nghĩa là ảnh mê tới gọi là thích. Tuy nhiên là nhà của em thì không quá lớn, nhưng mà bây giờ chỉ còn được mỗi cái đường đi vô đi ra thôi. Còn như là anh để kiển hết, dạ anh thích để kiển mà trên lầu. Rồi sao nè, còn gì nữa không? Dạ. Khui đi em, đây là cơ hội để em khui đó. Tính ra thì chồng em cũng không có nhiều tật xấu lắm đâu, chỉ như vậy thôi. Rồi bây giờ tới Phúc đó, cô ấy có tật xấu gì không? Dễ kể à, thì, kể đi rồi về cắt lương. Tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều, nhưng mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Là bà hung dữ cỡ nào đó, nói gì chị em tả chị coi chứ. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ em đó chứ không có thua đâu. Dữ dằn à nha đó hả? Dữ dằn à nha. Có khi nào mà nổi điên mà đập đồ gì không? Đập đồ thì không có, nhưng mà đập em thì có. Cha dữ dằn à nha. Cái đường xe em là em né em chạy thôi, tại vì em sợ em đứng đó là em đánh lại là sẽ rất là đau và nguy hiểm. Nên là em biết là né trước. La la gì đó đi thôi, đi ghê quay lại luôn. Chạy theo là em né ra cái chỗ khác để bỏ chạy. Bỏ chạy. Nó nào bỏ chạy tôi lấy đóng cửa luôn. Đóng lại. Ê, rồi mỗi lần như vậy rồi sao mà xả được Kim Cương? Nói chung là em biết cái nết em cũng dữ lắm. Là tại vì giờ em cũng hay hối thúc công việc, với lại những cái công việc mà gọi là những cái công việc không tên nó cứ phải làm cho mình bị áp lực á. Rồi hoặc là thấy ảnh chần chừ lâu quá thì em hay hối rồi xong rồi em la vậy thôi chứ em không có hung dữ gì hết á. Không có hung dữ gì hết. Nhỏ này rồi quản lý em á rồi tiền bạc nó có dồi dào không hay là nó kẹo? Chị dĩ nhiên chị dồi dào chứ, giữ tiền của em phải dồi dào chứ. Tức là nó không nhưng mà được cái là không có kẹo, không có kẹo với em. Vậy được. Không có kẹo với em. Chứ nó kẹo là chết đó. Kẹo là bỏ lâu rồi. Có ghen với em không? Đó, cái đó thì khỏi nói rồi. Tức là không có cơ hội nào để được làm cho ghen. Là quá chặt luôn rồi. Em nghĩ chặt lắm đó. Coi như là chặt lắm luôn rồi đó. Tới bây giờ em mới thấy là chặt lắm. Không kẹo hở luôn đúng không? Trước em thấy là em nghĩ là chắc
chứ cũng hở hở nhưng mà không. Bây giờ 10 năm rồi bích bùng bích cửa luôn. Trời ơi, vậy giờ là em có muốn hai đối phương của mình thay đổi một điều gì đó để mà hoàn thiện hơn không? Có một điều gì mà Kim Cương hay nhắc em hoài, mà nói em thay đổi à, nhưng mà em nghĩ cái đó là cái tính của mình rồi. Tính em thì nó cũng trầm tính, ít nói, ít chia sẻ, nhưng mà mặc dù là nội tâm thì rất là tình cảm. Nó là bạn của anh trong nghệ sĩ rất là đông, rất là nhiều, nhưng mà em thấy anh ít ngoại giao quá, anh ít giao du với họ quá. Nhiều khi mình nghĩ do cái đông đó mà mới ít giao du đó. Nhiều khi đông quá mà bạn đông quá mình giao du với người này, giao du với người kia thì nó cũng mất lòng, mất lòng nhiều lắm. Đó là những cái mà Kim Cương nhắc khéo. Thôi thì dĩ nhiên là sau này anh sẽ cố gắng thay đổi tí xíu, tức là mở ra thời gian cho mình gặp gỡ những người bạn của mình, những người thân nghệ sĩ của mình nhiều hơn nữa. Đó thì cái đó thì em nghĩ là em sẽ thay đổi. Sẵn em nói luôn cái mong mỏi của em đối với Kim Cương đi, bớt rượt. Mong muốn Kim Cương thay đổi điều gì? Muốn Kim Cương thay đổi những cái gì mà Kim Cương đang làm tốt rồi đó. Muốn Kim Cương làm tốt hơn nữa. Còn thôi cái cá tính và những cái bản tính của em thì thôi cứ giữ vậy đi để cho nó đẹp. Cho vui cửa vui nhà. Dạ, vui cửa vui nhà. Nhiều khi em cũng muốn chạy marathon. Dạ, lâu lâu có cái cằn nhằn vậy em cũng vui. Chứ nhiều khi ở trong nhà mà chiều em riết em cũng thấy chán, thấy buồn lắm. Bây giờ hỏi lại Kim Cương nè, ngoài cái việc là mong muốn là Phúc sẽ mở rộng cái mối quan hệ thêm nữa, thì còn mong muốn Phúc thay đổi điều gì nữa không? Về sống với nhau gần 10 năm rồi thì em thấy anh Phúc có thay đổi vì em và vì gia đình rất là nhiều rồi. Và em cũng không có mong muốn là anh thay đổi hơn gì nữa đâu. Tại vì em cũng muốn cho anh sống đúng với anh. Thế là anh có một cái đặc tính riêng, có một cái bản sắc riêng. Thôi vậy là quá tuyệt rồi. Đẹp quá. Chúng tôi chỉ còn nói được một câu thôi là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai bạn lúc nào cũng son như vậy, cũng hạnh phúc như vậy, thành công như vậy. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân và cảm ơn anh Quốc Thuận. Cảm ơn chương trình cũng đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng em có dịp ngồi giao lưu với anh chị và cũng như chia sẻ những cái điều bí mật nho nhỏ của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả quý vị. Xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á, thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt, nghi nghi. Xong rồi nghi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người cha Bắc không, cha Hà Nội không? Anh Sơn em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Anh Sơn anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè, Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Trời ơi, em nghe sao em đứng hình luôn. Về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần này, cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài. Em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm huệ mình, tức ghê. Xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn. Kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy, ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái hết giận luôn. Cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Là một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng khắp phố ấy. Tỏa sáng bừng khắp phố ấy. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp tục để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Mời em. Dạ. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quốc Thuận ạ. Chào em. Chào bữa em. Nay anh mới được gặp em ở ngoài đời nè. Dạ, anh cảm ơn. Đây là một diễn viên mà anh cũng rất là ngưỡng mộ khi mà xem phim em đóng. Rồi, xin chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Ơ quên, 28 tuổi. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? Dạ. Nhưng mà không sao, nhìn em coi như là 26 tuổi, vẫn tình. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau. Hay là chắc vợ em cứ nhớ mãi như thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe.
Gần đây anh ít xem Linh Sơn đóng phim. Dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Sơn ơi, em có thể giúp cho anh bí quyết để làm sao cho cái dòng hai của anh nó teo lại được không Sơn? Em về đội của em. Về đội của em nha. Vâng ạ. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em đừng cứ dơ ra nữa, em phải đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi em mạnh dạng em khoe ra. Nhìn cũng được mà. Đó. Bây giờ kể cho anh nghe coi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? Thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Tụi em quen nhau là qua ứng dụng hẹn hò anh. Dạ, hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra, xong rồi nó lướt. Mà em nhìn vô em thấy, ủa sao toàn trai đẹp không vậy? Xong rồi nó mới kêu là tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi. Tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Em mới kêu là vậy thì cài cho tao đi. Chị. Dạ, chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó, em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ, xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt, thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em bảo là ủa sao ai nhìn quen. Thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen. Cái thôi em thả tim thử, thì tự nhiên thấy anh trả lời. Dạ. Đang chờ. Lúc mà Sơn nhận được cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Tại vì em thấy là ôi sao cô bé này nhìn trông rất là dễ thương. Thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mỗi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau. Và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Là một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố vậy. Đúng gu rồi đó. Đúng gu rồi. Anh hỏi nè. Dạ. Mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn. Hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối. Thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp anh ở ngoài đời á, là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Sơn. Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là chưa. Nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á, là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả, đứng xa á, có người đi cái xe cào cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao, xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời, em nói Tỏa sáng. Nhưng mà về sau này mới thú nhận với em. Kêu là ban đầu là coi hình em ở trên mạng á, là thấy đẹp nhưng mà thấy nghi. Em bảo ủa nghi là nghi cái gì? Kêu là sao chồng? Thấy chân dài quá, mình kêu không biết là con trai hay con gái. Thấy em cao rồi, dáng cao rồi vậy, em đẹp cao quá rồi sợ. Kêu có khi nào là người chuyển giới không? Cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải. Em là người miền Nam. Em là thích Đài Bắc không? Thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á, thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi. Em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách. Xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á, thì em thấy ủa sao nó ngọt nghi. Xong rồi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người cha Bắc không, cha Hà Nội không? Cái xong hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy? Cái em kêu thì em thấy giống vậy đó. Cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không có vẻ là không thích cha Bắc rồi. Cái xong qua ngày hôm sau, cái lần đầu tiên mà gặp nhau á, thì anh nói giọng nam nha, anh nói giọng nam rặt luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu. Thì là do anh là diễn viên mà anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam, chắc để vô vai hay sao đó. Thì là ngày đầu tiên là anh, lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặt luôn, là em ấn tượng luôn nha. Xong Sơn rồi nói thử đi Sơn, chuyện nói tiếng nam đi Sơn. Dạ em sợ. Dạ em sợ.
Quỷ sứ rồi. Hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn, xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì. Cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm. Thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc rồi. Ông nói Bắc luôn. Dạ. Tự nhiên cái nói giọng Bắc, cái xong em hết hồn luôn. Thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi anh. Sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau? Sau cái buổi hẹn đầu tiên đó đó. Yêu bao liền không? Hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cỡ một tuần thôi. Là tụi em... Nói nghe nè, ảnh có đưa em về nhà nếu ngoài Bắc nhưng mà ra mắt gia đình. Dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm chắc 4 tháng hay sao đó, thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà, dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì anh nói em là người đầu tiên anh dạ đúng mắt. Rồi, dạ đúng rồi, anh đưa về ra mắt. Mà em thì sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường thường em thấy kiểu gia phong lễ giáo đó. Dạ đúng rồi, đúng cho rồi. Nên bắt buộc là mình phải kín đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình dạ, phải tính dạ, kẻ. Nói chung không? Là kiểu cũng sợ sợ. Hồi đó là em làm về thời trang thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu cũng hở hở kiểu dạng dạy hay là rách rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải kín đáo, kín đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi hơi kiểu cách tí xíu. Thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim, tóc trắng nữa. Cái xong về xong rồi lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại vì anh Sơn chưa có dắt ai về nhà ra mắt hết. Thì nhưng mà mẹ anh Sơn thì cứ nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị, hiền hiền rồi. Lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á. Dạ đúng rồi, tại vì từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không? Tức là ba mẹ có... Dạ không ạ, nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái. Nhưng mà thực ra thì với Linh thì phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính. Nhìn ở ngoài trông ăn chơi phết đấy. Thực ra thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi. Chứ không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó thì ba mẹ của Sơn dạ. có ý kiến gì không? Dạ. Có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì? Cái lần đầu tiên thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốc hoảng xíu đó. Đúng rồi, nhưng mà ở một vài ngày thì những tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, nấu ăn Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Anh Sơn anh cũng nói thật với em. Anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè, Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Trời ơi, em nghe sao em đứng hình luôn. Về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần này, cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà dạ. Bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu. Là em biết anh là diễn viên. Cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp đúng không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là các em Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc ấy thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Cho cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ vâng. Vậy tụi em cưới nhau làm được 2 năm. Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Hai năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là tật xấu có lòi ra không? Chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hàng hiếm đó. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết. Lạc đề đó. Câu hỏi đây là tính cái đỉnh tốt. Ta đang hỏi tật xấu thì đó. Đi cứ khen tật xấu. Không có kể tật xấu. Thật mà tốt á. Rồi bây giờ tật xấu á, tật nào mà em khó chịu á. Em chưa em vừa ý đó. Em chưa vừa là... ý ảnh á. Chưa vừa ý cho em nghĩ chắc là cũng ví dụ hay... như có bề bộn không? Không, có gia trưởng anh, không? Anh con dạ. Trai Bắc là thường hay gia trưởng. Dạ không, gia trưởng nếu không? Mình nếu mà gia trưởng thì chắc là em với anh là không có đến được với nhau rồi đó. Anh chỉ hơi càm ràm thôi chứ. Càm ràm.
Thôi cầm ràm em thôi. Tại sao lại cầm ràm em? Tại sao lại cầm ràm? Ừ đó, đó. Tại sao? Tại vì tập xấu của em. Rồi chúng ta thôi. Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Nhiều khi mê tả. Rồi, mê đám anh hơn mê vợ nè. Không, em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao. Rồi kiểu vận động. Từ ngày xưa đến giờ rồi anh rất là đam mê về thể thao luôn. Mà xong từ khi cưới vợ rồi á, cái gì cũng cứ kéo vợ theo. Mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là cứ kéo em theo á. Nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, chơi trời, đi làm rồi tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ về mệt. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hai cái tật xấu. Còn bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy hả? Dạ. Trời, nhiều khi cũng muốn giận lắm chứ. Nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á, thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á, mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to, liệt to, mắc tiền đồ á. Em nói với chồng em kêu là trời, vợ không thích tặng hoa vậy đâu. Tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó. Thôi nếu mà ông tặng vậy thôi, thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua gì mình mua, kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi, không có thấy tặng gì hết trơn hết. Xong rồi bảo chứ, nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa. Cái em kêu chứ, người ta nói không thích thì người ta nói không thích. Nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi, vợ cũng thấy thích. Vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng, kiểu như vậy vậy. Đi ra mua đúng một bông thiệt, anh trời ơi, tức dễ sợ luôn. Mà mỗi lần vợ giận á, thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? À, em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị. Mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy, kiểu không có ấy gì hết, đi mất tiêu luôn. Thôi ơi, em tức, em tức dễ sợ. Thà quá mà có sao nói dạ, đúng rồi. Ông không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận? Thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh làm hòa luôn. Em không có để bụng. Tối nằm, hai vợ chồng nằm xong tự nhiên ông thì kiểu cũng không làm hòa với em. Nằm quay qua thì bình thường á, là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ghét ôm ôm á thì mới ngủ được, kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em cứ sao không quay qua ôm mình hay làm hề mình tức ghê. Xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn, kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái hết giận luôn. cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Về luôn. Dạ, nghĩa là tự bà giận xong rồi tự bà cũng ngưỡng những cái ăn ra. Cái tự bà hết giận. Dạ. Bây giờ phải hỏi qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Bây giờ vợ đó kìa, đó bây giờ tấn công đó. Xa tay nè, xây ra cám này. Đó cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. Thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Vợ ơi là rất là bừa bộn cho nên là cầm ràng, đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ, nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn, và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào. Và cùng với vợ thì lại khá là bừa bộn. Đó là còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để ở đâu. Đó thì nhiều khi thì hai vợ chồng chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay em cầm ràm thôi, đúng không? Làm cảnh sát trưởng đấy ạ. Đó bừa bộn. Rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy thì từ không có chịu. Đúng rồi. Không có chịu giữ sức khỏe. Lười tập thể thao thể dục. Cũng không hẳn là quá lười, nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ, đúng không? Vâng, chị đang biện hộ cho em. Vâng. Hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp có đặt. Rồi. À. Áp
sao là gu của mình và gu của người khác. Không phải đâu chị, nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang, thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia, nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á, nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại gòi. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời ơi, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mặc áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Và rồi sáng đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Thì đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Chuyên gia về sức khỏe. Uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần. Có thể là không nhiều lắm, nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ là một cái cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn là sống với nhau, đúng không? Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Bây giờ chồng cứ khỏe mãi rồi đấy đó, đến cuối đời vợ lại không đó, không còn còn khỏe nữa, thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được. Hay chưa? Hay. Bây giờ em. Nói chung là chồng em thì có một cái tính, em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa, nhưng mà tính rất là thật thà và rất là tin người luôn chị. Nhiều khi cái lòng tốt của anh á mà anh không có nhận ra bị người khác lợi dụng, tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi. Tức là muốn anh sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn, là anh phải tỉnh táo hơn với trong lại, cái việc đó, đúng không? Với lại phải suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn, tại vì nhiều khi anh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá, nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống như tại đây nè. Kế cận cũng đang cần, đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã, rồi mình hẳn lo cho bên ngoài. Đúng đó Sơn ơi. Nhưng mà các em bây giờ là đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ đúng rồi. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. Thôi giờ chị thấy về nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Dạ. Thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Nghe lời vợ thực sự. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình Vợ chồng Son. Lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng gì mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Vợ của em á quá trời đẹp, đúng không? Đẹp. Very beautiful. Đẹp quá. Quá đẹp. Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Yeah, đẹp. Đẹp đúng không? Em thấy em nhìn chân chó. Chân chó. Nhưng mà trời ơi, đẹp quá. Giống như đang đói quá trời đói, order đồ ăn. Cái rap người ta đợi dưới cái đi xuống lấy thì mặc đồ ở nhà, mặc áo thun bình thường thôi. Đi xuống đi không chịu, vô thay đồ cái xịt nách xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau cái chuyện đó lúc ban đầu. Ta hãy cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Wow. Trời ơi, đẹp quá. Chào đón hai em đến với chương trình. Dạ, chào. Mai em giới thiệu về mình. Con tên Phạm Hiệu Quỳnh Như, năm nay con 25 tuổi. Em làm nghề spa. Nào bây giờ mình chào nhau cái nào? Chào chị Vân, chào anh. Hoặc con mình con là em em tên là Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên tiếng Anh là Josh. Josh. Em đến từ đâu? American hay là England? Em là người Úc. Úc. Australia. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi. Em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Cái làn da này của em á, là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? Làn da trước đó là của em nó cũng màu, nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Sau khi mà có chồng á, với lại bên Tây người ta thích
da nâu, dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp, còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà anh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Vợ của em á quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very beautiful. Đẹp right? Quá. Quá đẹp. Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Yeah. Yeah, đẹp. Yeah, đẹp, 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 yeah, đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á là Như chưa có cái làn da nâu nhiều như vậy. When I don't really mind about a girl's skin color. It doesn't bother me. So if her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ là cái inside là ở trong cái tính tình tâm hồn đúng không? Bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Dạ. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu? Em ấn tượng gì ở Dũng và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? À, lần đầu tiên con gặp, con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc ở tuổi mẹ con. Mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Yeah, the same luôn á. Gặp cái anh này là bữa đó là con nghe chăng cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Anh này anh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết, chỉ là đứng gần bàn thôi. Thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có địa ảnh nhìn thôi, cũng nhìn ảnh là thấy ảnh hiền quá. Sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á quen với cái anh bạn của anh này, cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi, cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp ảnh là đêm thứ ba. Ngày thứ bảy là anh đi về nước. Là buổi trưa con đi đi uống cà phê. Nó ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn. Ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Vô tình con vừa xuống taxi, gặp ảnh vừa bước xuống là hai người gặp nhau. Mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn bên ngoài thì bình thường không có được đẹp. Hồi mới nhớ trực ra là gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện. Thì ảnh nói là anh chuẩn bị anh về nước. Thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng. Xong rồi ảnh mới xin Facebook của con. Vì bển mới bắt đầu tiếp chuyện, nói chuyện là, dạ. Còn Dũng á, là khi mà Dũng when you meet her, you fallen in love, her. When I first met her, em thấy em nhìn chân chó chân chó ai chân chó nhưng mà nhưng mà trời ơi đẹp quá, tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá chân chó rồi đó. Yeah, I'm curious, more curious about her, and I want to get to know her more, but I felt instant attraction straight away. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Anh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó không quan tâm, cho nên ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng. Từ khi ảnh về bển là hai người nói chuyện mỗi ngày luôn. Liên tục đúng không? Liên tục từ sáng tới tối luôn mà nói mỗi ngày. Nhưng mà với cái mức là bạn bè. Tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ. Ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái. Vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn. Cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc. Không có muốn mà phải... là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống. Những cái này kia kia nọ thôi. Chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau đúng không? Cũng biết cái cảm giác thích. Nhưng mà sợ không dám muốn... đi sâu hơn nữa. Khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? Do you love? You miss her? When you lay like far away from me, do you miss me? Yeah, yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction. And it started to scare me at first. Em sợ a little bit. Then I didn't fight my feelings and I knew I had to make it work with her. So that's when I moved to Vietnam, decided to sống in Vietnam. Sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ, lúc đầu anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu nhưng mà sợ phải tại vì công việc ở bển. Lúc đầu con gặp ảnh thì con nói là không muốn yêu xa, tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa thấy không có kết quả, sợ phí thời gian. Dũng sợ mất con. Dạ. Con chuyển về đây nó làm. Dạ, rồi ảnh cũng âm thầm ảnh chuyển về đây luôn. Ảnh không hứa với con điều gì hết, chỉ là tâm sự thôi là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Sau 3 tháng là anh về đây. Dạ. Rồi
Bao lâu rồi ảnh mới bắt đầu tỏ tình và muốn em là bạn gái của anh? À, sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau. Rồi xong anh về đây được 1 tuần, ảnh về bển lại. Về bển lại anh mới bắt đầu là anh nói là anh yêu con, anh muốn là đi sâu hơn nữa. Anh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Con mới nói là mình để nói chuyện từ từ đi. Bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu, nhưng mà có cái gì đó cứ sợ sợ, cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài. Không tới đâu á. Dạ dạ đúng rồi, cái mới ngừng nói chuyện đâu khoảng 1 tuần, ảnh mới nói thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói thì đó, hồi đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu bạn mà. Không nói chuyện tuần, cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin. Cái mối tình kia không tốt, thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu. Thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là tỏ. Dạ dạ, cho nên 2 tháng sau ảnh qua thăm con được 1 tuần, cái 2 tháng sau qua nữa. Xong là bắt đầu ảnh quyết định về đây luôn, mà ảnh về đây mà con không biết luôn. Ảnh về đây con cũng tưởng nó là qua thăm con, nhưng mà ảnh đem quá trời đồ luôn. Con mới hỏi ủa chuyến này qua bao lâu, ảnh mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? Chắc từ sau cái vụ dịch này á cô. Năm gọi là trước khi ảnh qua là tháng 8 tới tháng 12, anh về bển, ảnh ngay trăng Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây. Cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin 1 lần. Ảnh nói làm gì mất thời gian rồi này kia. Mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôn á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì mới hai người mới về sống chung mà con sợ kết hôn nữa. Ở từ từ rồi mới có. Mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo, mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con, thì con thích đàn ông chững chạc. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh trẻ, ảnh vui, ảnh hay giỡn, nhưng mà cái tính ảnh thì cực kỳ đàn ông. Con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện, cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Ảnh qua đây là ở chung liền luôn. Là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ, lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại đó giờ con không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sao ấy ảnh này ảnh qua đây vì mình một mình. Cái mình đi thuê nhà đồ cho ảnh vừa đi về, mà sao ổng cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp. Cái cứ qua ngày đem 1 bộ đồ, 2 bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hay chót, vợ em nói rất là nhiều mà anh thấy là em nhìn vợ em chậm chậm vậy đó. Em có hiểu vợ em nói không? What's that? You know you speak too much. When I'm talking and then you just look at me. Yeah. Do you understand what I say? Some bits chip seal. Still learning Vietnamese. Hop tiếng Việt, tám tháng rồi. Năm tháng rồi. Tám tháng. Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với Như không? Khi mà Dũng bỏ gọi là do you feel công việc like ở bên kia. Happy or say when you move over here to live with me? How is your life? At the start, I was a little bit scared, but I knew as soon as I started talking to her more every day, we were talking. I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ, với lại gia đình của anh ở bển cũng nghĩ anh bị khùng. Tại vì mới chưa có biết, mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết, rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác. Cho nên anh thấy anh vui, anh hạnh phúc với cuộc sống. Mấy người bạn trai trước của Như á thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Do you scare first time you come to my home? Sợ quá. Just because I've never met, I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big change for me. But her family was very welcoming. Hồi đó giờ anh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á, cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu không? Dạ. Nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, cô không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không?
đúng không? Dạ, nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Tiếng Việt là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có, sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu, để ra mắt gia đình á, là ảnh bắt đầu là ảnh xin con học tiếng Việt. Anh nói là ảnh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên ảnh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa. Anh năn nỉ hoài mà con không cho. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, nguồn có nào? cô giáo lại nhà dạy. Sao học tiếng nhưng Việt? Mà tiếng Việt khổ quá. Khổ quá là điện thoại đó. Có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh gành tiếng Việt nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ rồi. Really? Coi như câu gì? Chảnh chó là biết rồi đó. Chảnh chó, em cù bắp. Cù bắp. Em cù bắp. Cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng là bao lâu rồi? Là 2 năm. Được 2 năm rồi. Rồi. Bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Ông có lòi ra tật xấu gì không? Ở nhà cô là quá điệu, con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu, mà gặp anh này ảnh chờ anh còn hơn mình nữa, cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu, lúc nào cũng tóc là phải mướt bóng bẫy cái kiểu, đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá nó giống bd á cô. Giống bd á cô. Hiểu không? Dạ. Giống như đang đói quá trời đói, order đồ ăn, cái rap người ta đợi dưới, cái đi xuống lấy thì mặc đồ ở nhà, mặc áo thun bình thường thôi, đi xuống đi không chịu, vô thay đồ cái xịt nách xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau cái chuyện đó lúc ban đầu. Đó hả? Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quyền đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Công việc nhà thì có chị giúp việc, nhưng mà làm ông này ông cũng khó chịu, nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. Say like, you disrespectful, you like to clean or anything but you never do. I do, I clean the house or something. Xạo mà. Rồi, còn đằng xấu gì nữa không nè? Có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Chiều là con nói thiệt là con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với ảnh á. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại, Như có ghen ảnh không? Con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian anh mới về Việt Nam á, thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Cũng có mấy chị kia nhắn tin kết bạn đồ với ảnh, còn ảnh thì anh hiểu, anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường, mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó, cho nên hả anh kết bạn con thì con lại không thích. Ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ ảnh không hiểu, nhưng mà người ta nghĩ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình, cho nên ảnh mới chấp nhận. Mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự. Cũng có cãi nhau vấn đề đó. Bây giờ còn không? Dạ không, hết rồi con. Rồi bây giờ tới Dũng. What are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt luôn. Nói nhiều hả? Em tức giận quý. She get angry. Nhanh. Bực bội. Nhanh tức giận, nhanh bực bội. Đúng không? Very quick, nhanh. Mỗi lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Just say anything. Because she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick. And I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Thì con là cái tính giống là như đàn ông vậy đó, còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận. Còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng lên. Xong rồi 5 phút rồi thôi à. Tại vì là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Rồi còn cái gì nữa? And what's up? Always more 1 hour. Buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? Mua one hour. Là gì? 1 hour. Mua quần áo nhiều quá. Mua quần áo nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Online shopping. Trời ơi. Mỗi lần mà cô ấy giận. Giận. Thường Dũng làm cái gì để cổ hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? Leave her alone.
I need to leave the house sometimes or just try to be nice or I try to talk you down. Ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống, ảnh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á thì là anh phải đi ra chỗ khác. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận hả? Có, lúc đầu anh hay chọc ghẹo là anh hay làm trò làm này làm kia nhưng mà con đang giống như là làm mặt cười rồi làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Cái mặt ổng làm sao đâu. What like you try to make me feel happy like smiling when I'm angry, your face do it. No, like you do it, you like you. You do something like that. No. Còn tật xấu gì nữa không? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. Thay đổi nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi cùi gấp là học rất là nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. Con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận, phải suy nghĩ cái đó. Còn con muốn Dũng thay đổi gì không? Bớt cà gỡn lại cô. Tức là phải chững chạc lên, gentleman lên hả? Là không có baby nữa. Và với lại không có play game much. Chơi game. Không có chơi game. Chơi game. Em nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to gently not play game much. Rồi cái kia nữa. And but like not bad to not like. Bad day. Not bad day. Cảm ơn Như với lại Dũng á tham gia chương trình này nha. Dễ thương quá, hai người quá dễ thương. Xin cảm ơn em đã đến với chương trình và đồng trọng. Thank you very much. Như nãy em kêu Dũng làm vụ BD. You do BD like this one more time. Oh. Yeah.